Dùng bột nghệ chữa bệnh dạ dày có được hay không? Hãy cùng tìm hiểu với bác sĩ Trí trong video ngày hôm nay nhé. Xin chào tất cả mọi người, bác sĩ Trí tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và hôm nay bác sĩ Trí sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người một cái chủ đề liên quan đến bệnh lý dạ dày. Như chúng ta đã biết, củ nghệ là một loại gia vị rất phổ biến ở Việt Nam và nhiều người trong chúng ta vẫn đang sử dụng nghệ như là một loại gia vị nấu ăn hàng ngày và bên cạnh đó chúng ta vẫn sử dụng bột nghệ trong điều trị những bệnh lý như là bệnh lý viêm rác dạ dày. Và đây là một điều không chỉ xảy ra ở Việt Nam, củ nghệ từ lâu đã được sử dụng như một loại gia vị và thậm chí đã được sử dụng như là một bài thuốc ở nhiều đất nước khác nhau như là Ấn Độ, Trung Quốc, thậm chí là những nước Âu Mỹ. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu là trong củ nghệ có một chất vô cùng quan trọng, đó chính là curcumin. Đây là thành phần chính có tác dụng đối với sức khỏe của con người. Rất nhiều nghiên cứu khoa học trên thế giới đã cho thấy những tác dụng của hợp chất curcumin. Đó chính là tác dụng chống viêm và chống oxy hóa rất mạnh. Vậy nên curcumin đã được sử dụng để điều trị nhiều bệnh khác nhau như là bệnh lý dạ dày, bệnh lý viêm khớp và thậm chí là cả bệnh lý ung thư. Cụ thể hơn đối với dạ dày thì sao? Nhiều nghiên cứu khoa học đã cho thấy đối với dạ dày, curcumin có tác dụng là chống viêm và lành vết loét thông qua giảm sản xuất các chất trung gian như là cytokine và chemokine. Thêm vào đó, curcumin có tác dụng là ức chế tiết axit dạ dày thông qua ức chế bơm proton. Bên cạnh đó thì curcumin còn tăng tạo chất nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày, hạn chế tác động của axit dạ dày gây tổn thương vào lớp niêm mạc. Ngoài ra curcumin còn có tác dụng là trung hòa axit dạ dày, cho nên là nếu mà chúng ta sử dụng những sản phẩm từ nghệ hay là curcumin chúng ta uống vào có thể giúp chúng ta là giảm nhanh cơn đau dạ dày. Và đặc biệt nữa đó chính là curcumin còn có tác dụng là ức chế được sự phát triển của vi khuẩn HP. Nhưng thực tế lại cho thấy rằng là rất nhiều người trong chúng ta đang sử dụng bột nghệ để mà điều trị bệnh lý dạ dày. Tuy nhiên thực sự hiệu quả của nó là không cao. Vậy thì nguyên nhân là do đâu? Chúng ta phải hiểu là curcumin có tác dụng chính trong điều trị bệnh lý. Tuy nhiên hàm lượng của curcumin trong củ nghệ lại rất ít, chỉ chiếm khoảng 1% của củ nghệ mà thôi. Bên cạnh đó thì hàm lượng curcumin trong nghệ sẽ dao động theo từng vùng, từng khu vực địa lý khác nhau. Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2020 của Đại học Lạc Hồng, công trình nghiên cứu định lượng hàm lượng curcumin trong củ nghệ ở những vùng địa lý khác nhau đã cho thấy có sự khác biệt rõ ràng về hàm lượng curcumin. Nghiên cứu cho thấy một số vùng có hàm lượng curcumin cao như là nghệ được trồng ở Tây Ninh hay là Đồng Nai. Ngược lại, nếu mà nghệ được trồng ở những tỉnh như là Gia Lai hay là Hậu Giang thì hàm lượng curcumin rất thấp. Tiếp theo nữa là curcumin có dạng kích thước phân tử to, cho nên là chúng ta uống vào thì độ hấp thu nó không cao. Thêm vào đó, khi mà chúng ta sử dụng những sản phẩm bột nghệ khi mà uống vào thì nó sẽ không tập trung hoàn toàn đến dạ dày để mà điều trị vị trí viêm loét. Chính vì vậy mà rất nhiều nghiên cứu khoa học trên thế giới đã được thực hiện để tìm cách sử dụng curcumin hiệu quả hơn. Hiện nay có rất nhiều sản phẩm nano curcumin và một trong số đó chính là sản phẩm nano curcumin hướng đích của Khoa Dược Đại học Quốc gia Hà Nội đã cho thấy tác dụng hiệu quả. Vậy thì cụ thể công nghệ nano curcumin là gì? Công nghệ nano tức là công nghệ phân tách những phân tử curcumin thành những phân tử nhỏ hơn, từ đó dễ hòa tan và dễ hấp thu hơn. Với công nghệ hướng đích thì những phân tử nano curcumin như thế này sẽ được gắn thêm những phân tử acid folic. Từ đó những phân tử nano curcumin hướng đích được đưa vào cơ thể sẽ tập trung đến vị trí tổn thương, giúp điều trị bệnh lý hiệu quả hơn. Và nghiên cứu khoa học đã cho thấy với phân tử nano curcumin hướng đích này, khi mà chúng ta uống vào nó tập trung đến vị trí viêm loét dạ dày cao hơn 70 lần so với phân tử nano curcumin thông thường. Bên cạnh đó thì nano curcumin dạng viên sủi đã được nghiên cứu cho thấy là độ hấp thu cao hơn và tác dụng tốt hơn so với những dạng viên khác. Vậy thì chúng ta đã rõ được tác dụng của củ nghệ, hay cụ thể hơn là tác dụng của curcumin đối với bệnh lý viêm loét dạ dày tá tràng. Tuy nhiên chúng ta không thể nào là ăn quá nhiều củ nghệ tươi mỗi ngày để có tác dụng đối với bệnh lý dạ dày. Thay vào đó chúng ta có thể là sử dụng 3 viên nano curcumin hướng đích cũng tương đương với tác dụng đối với bệnh lý dạ dày của 4kg nghệ tươi. Nếu bạn thấy video này hữu ích hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh của bác sĩ Trí để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc mừng bạn đã xem hết video của bác sĩ Trí ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ các video mới nhất, bạn hãy nhấn đăng ký kênh của bác sĩ Trí ở hình tròn chính giữa. Bạn cũng có thể xem các video tiếp theo của bác sĩ Trí ở bên tay trái hoặc ở bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.